Xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng phần mềm đổi tên tệp thư mục hàng loạt, đó chính là phần mềm Advanced Renamer. Thì phần mềm Advanced Renamer là một cái chương trình hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn đổi tên nhiều tệp tin và thư mục cùng một lúc. Bằng cách chúng ta sẽ cấu hình phương thức đổi tên trên Advanced Renamer, thì bạn có thể đổi tên nhiều tệp tin cùng một lúc theo những cách khác nhau. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ đổi tên hàng loạt tệp hình ảnh. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ cài đặt phần mềm. Để các bạn cài đặt phần mềm thì bước đầu tiên chúng ta sẽ mở thư mục mà chúng ta chứa cái phần mềm mà chúng ta download về. Thì đây mình đã download phần mềm Advanced Renamer về. Bây giờ để cài đặt chúng ta sẽ click đúp chuột vào đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều ngôn ngữ. Chúng ta sẽ chọn English. Nhấn OK. Tích chọn I accept để đồng ý. Và nhấn Next. Tiếp tục chúng ta sẽ nhấn Next. Tích chọn vào Create a desktop shortcut này để chúng ta sẽ tạo một cái biểu tượng của phần mềm, một cái shortcut của phần mềm ở trên My Name Desktop. Sau đó tiếp tục nhấn Next và nhấn Install để cài đặt. Như vậy là phần mềm của mình đã vừa hoàn thành phần cài đặt. Chúng ta tích chọn Finish thì nó sẽ mở phần mềm ra. Thì đây chính là giao diện của phần mềm Advanced Renamer. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hành đổi tên các tệp. Thì đầu tiên để đổi tên thì chúng ta sẽ có một cái thư mục chứa đựng những hình ảnh mà chúng ta muốn đổi tên. Ở đây ví dụ mình có thư mục hình nền chứa đựng rất nhiều hình ảnh. Bây giờ mình sẽ đổi tên vì các tệp này có tên rất là dài và nó sẽ không thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta làm việc với nó. Thì để, bây giờ chúng ta sẽ đổi tên theo ý của mình. Thì để đổi tên ấy, cách nhanh nhất là chúng ta sẽ tạo ra một cái tệp bằng Notepad và chúng ta sẽ gõ thứ tự các tên của hình ảnh mà chúng ta muốn đổi. Ở đây ví dụ như chúng ta muốn đổi hình ảnh thành tên là bằng các số thứ tự từ 1 đến 15 chẳng hạn, thì mình sẽ tạo một cái file notepad và chứa các số từ 1 đến 15. Và lưu ý là khi chúng ta gõ thì các tên nó sẽ được gõ trên một dòng. Ví dụ như chúng ta có 16 bức thì chúng ta sẽ gõ tiếp vào đây. Đó, và khi với mỗi tên thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ xuống dòng. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lưu cái file này lại. Và ở đây mình lưu cái file này ở My Name Desktop. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đổi tên của các hình ảnh bằng phần mềm Advanced Renamer. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động phần mềm lên. Ở giao diện phía bên trái bên này là chúng ta sẽ đưa cái danh sách tên mà chúng ta cần đổi. Và giao diện bên phải là chúng ta sẽ đưa cái danh sách mà hình ảnh hoặc là tệp tin mà chúng ta muốn đổi tên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đưa hình ảnh vào. Thì để đưa hình ảnh thì các bạn nhấp vào nút lệnh S ở đây. Và chúng ta sẽ chọn File để chọn hình ảnh. Ví dụ hình ảnh của mình đặt ở ổ đĩa D thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ tìm tới nơi mà chúng ta chứa đựng hình ảnh để đưa hình ảnh vào. Rồi, ví dụ mình có hình ảnh ở đây, bây giờ mình sẽ chọn hình ảnh là tầm 20 hình ảnh. Rồi sau đó nhấn Open. Như vậy mình đã đưa vào danh sách hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào danh sách tên. Thì để đưa vào danh sách tên thì chúng ta sẽ nhấp vào Add Method và chúng ta sẽ chọn New Name. Khi chúng ta chọn New Name thì chúng ta có thể đặt tên ở đây hoặc là chúng ta sẽ đưa vào một cái list. Nhấp vào danh sách này và chúng ta sẽ chọn List để đưa vào một cái danh sách tên có sẵn. Đây. Cách thứ nhất là các bạn có thể gõ tên của hình ảnh mà mình muốn đổi trực tiếp vào đây luôn. Đó, như vậy khi mà mình gõ ở bên phía tay trái thì bên hình ảnh bên này nó sẽ thay đổi theo. Ví dụ file name ở đây này, ban đầu nó có tên như vậy, thì sau khi mình gõ số 123 thì nó sẽ tự động đổi lại đây thành 123. Như vậy chúng ta thấy này, tên này là tên ban đầu của nó và tên này là tên đổi khi chúng ta gõ vào đây. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là chúng ta cũng có thể đặt tên là hình
một chẳng hạn, thì đây nó cũng tự động đổi lại thành hình một. Ở đây chúng ta sẽ gõ hình hai chẳng hạn đó. Thì cách này chúng ta sẽ làm thủ công là chúng ta sẽ gõ từng tên vào đây. Còn nếu trường hợp mà các bạn có danh sách tên sẵn thì chúng ta sẽ nhấp vào lock list để tải cái danh sách tên ở lên. Như lúc nãy mình nói là mình đã làm một cái danh sách tên ở màn hình nền desktop số thứ tư này, và chúng ta sẽ kích chọn cái tệp này và nhấn open. Như vậy nó sẽ tự động đưa cái danh sách tên mà mình làm ở file đó đưa vào đây. Như vậy chúng ta thấy này, ở đây nó sẽ thử thử từ 1 đến 20. Nếu như mà bạn chọn, bạn đặt chữ cái thì chúng ta sẽ gọi chữ cái. Cái việc mà tạo danh sách tên đó thì nó sẽ thuận tiện cho việc các bạn thay đổi nhiều lần. Ví dụ cũng có nhiều hình ảnh mà chúng ta muốn thay đổi, mà thay vì mỗi lần mà chúng ta đổi chúng ta lại làm một cái danh sách tên thì như vậy nó sẽ mất thời gian. Do đó chúng ta sẽ làm sẵn một cái danh sách tên và sau đó chúng ta sẽ loát lên, như tải nó lên đây. Rồi sau khi chúng ta sẽ tải được cái danh sách tên lên thì chúng ta sẽ nhấn Start Page đây để tiến hành đổi tên các tệp mà chúng ta muốn đổi. Rồi như vậy thì nó sẽ thông báo được là cái số tệp mà chúng ta đổi được đó là 16. Bây giờ chúng ta nhấn Start. Như vậy thì nó sẽ đổi được cho mình. Bây giờ mình sẽ vào lại ổ D để mình xem cái thư mục hình ảnh của mình. Như vậy thì cái thư mục hình ảnh của mình ở đây. Đây, đây chính là 16 cái tệp mà lúc nãy mình vừa đổi. Nếu như mà số lượng tệp mình đưa vào nó lớn hơn số lượng tên thì nó sẽ đổi vừa đủ với số lượng tên có sẵn. Còn những hình còn lại thì nó sẽ báo màu đỏ là nó chưa đổi. Còn nếu số lượng hình mà chúng ta đưa vào ít hơn cái số lượng tên thì nó sẽ đổi hết đến cái vị trí mà từ trên xuống dưới và ngang số lượng phù hợp với hình. Đó, như vậy là chúng ta vừa đổi được tên hàng loạt của cái